hai con này có thể nhường cho bản thì nó cái độ gọi là cái độ thuần người nó rất là cao. Đây là nhờ đang nhờ hai người lạ giữ dây hộ đấy nhé, giữ lần đầu tiên đó. Con chó là nó thuần theo cái dây xích, ai giữ xích là nó nghe người đấy. Đây là em cọc bản, đuôi đẹp đó, thể trạng cũng là ok. Trạng này chắc là rơi vào khoảng tầm, nhưng mà bụng bây giờ là giữ cho bụng nó hơi hóp thì có lẽ nó rơi vào khoảng tầm 17 cân. Con cái này chắc là khoảng tầm 17 cân. Con đứng cạnh nó thì nó thấp hơn một tí này. Con đứng cạnh này thì không bán, con đứng cạnh này thấp hơn một tí nhưng người nó dày hơn. Thì con này của nó là 21 cân. Thì con này bụng nó hóp này thì chắc có lẽ nó khoảng tầm 17-18 cân. Đây thêm con này nữa. Con này là cái con cọc nhưng mà cọc lửng, con vàng này. Con này thì nhìn cái tí sữa của nó là biết là ở trên bản nó đã đẻ rồi. Ở trên bản nó đẻ rồi nhưng mà về xuôi thì lấy giống cũng là lấy giống hai lần và cũng đều xịt không rõ nguyên nhân. Có lẽ là ở trên bản là nó được nuôi theo kiểu nuôi một mình một nhà hoặc là như thế nào đấy. Về đây là nuôi nhiều chó quá gần nhau là nó căng thẳng, cho nên là nó lấy giống có sẩy đấy. Hai con này có thể nhường chó bản thì nó cái độ gọi là cái độ thuần người nó rất là cao. Đây là đang nhờ hai người lạ giữ dây hộ đấy nhé, giữ lần đầu tiên đó. Con chó là nó thuần theo cái dây xích, ai giữ xích là nó nghe người đấy. Thôi mời mờ, mờ con mờ tránh ra nào, mờ tránh ra để quay hai đứa cho nó nào. Nào xem nào, như hai con này là nếu mà ai mà thích thì có thể bắt hai con này nhá, mình để cho cái giá mà mình bắt ở trên bản về thôi. Một con là 7 triệu và một con là 9 triệu. Coi như là chó non nhá, khoảng 2 tuổi thôi. Bởi vì ở trên bản là nó lên giống một phát là người ta cho nó đẻ ngay. Thì nó lên giống một phát cho đẻ ngay thì nó khoảng tầm 9 tháng thôi. Về đây cộng 1 năm nữa. Nó khoảng như hai con này là nó gần 2 tuổi thôi. Cứ coi như là tuổi rưỡi. Đó. Đây, con này thì là thay lông sắp xong rồi. Còn con kia thì là thay lông xong rồi, chuẩn bị lên giống lại. Đó. À, để kiểm tra răng của nó xem nào. Đó, người ta. Đây là đón nó về chỉ đón có một lần thôi, không có thời gian chơi với nó đâu. Nhưng con chó ra là sờ được ngay. Chứ nó không có, nó thuần người lắm, nó không có theo cái kiểu là nó giữ dằn hay là này kia đâu. Răng của nó là nó đều là đủ răng hết. Yên, qua hay làm gì đâu. À, răng bên cạnh này, bên răng bên cạnh này, nhìn răng bên cạnh này, đó. Còn nhìn cái răng nanh của nó này, nó còn đang nhọn hoắt đây này, còn cho non. Con này thì cái răng hàm của nó là hàm trên bập hàm dưới và hàm trên kia hàm dưới. Tức là nếu mà với cái bộ răng này ấy, là con chó đi sâu vẫn là con chó đạt. Không phải xuất sắc nhưng mà là đạt. Đây là răng tiền hàm bên cạnh này. Đây răng tiền hàm bên cạnh này. Đó. Đó, nó đủ răng. Con kia cũng thế, tức là cái bộ răng của nó, con kia thì răng không bị kê. Tức là những cái con chó mà tìm về để mà chọn để mà nhân giống ấy, một là cái người của nó này, những cái con mà mình chọn ở trên bản ấy, một là cái đầu mặt của nó thì là ok rồi, là nó theo một cái chuẩn của con cọc rồi.
Cái thứ hai nữa là cái khung người của nó cao dài, nó cũng theo chuẩn của con cọc. Có thể là những con nó rất là chuẩn, hoặc có thể có những con nó tương đối chuẩn, và cái răng của nó là nó đủ răng, và răng là hàm ôm, có thể là hàm chuẩn 10 điểm hoặc là hàm 7-8 điểm, nhưng sẽ không có hàm lỗi đó, bởi vì là chọn để nhân giống. Và những con này là khi mà bắt về là để lọc giống, nhưng mà về đây thì có những cái con thì nó đẻ được bình thường, là những con có thể là nó thích nghi được với lại cái cách nuôi là nhiều chó, thì nó vẫn đẻ, nó sinh sản rất bình thường. Nhưng mà như trong đấy là có hai con này là có vẻ là nó không thích nghi được. Hai con này là đều là hai con đã đẻ rồi nhé. Như con này nó đẻ trên bản đây này, nhìn cái ti của nó này. Nhưng mà như con này ấy, là bắt về là nó, như con này là bắt về là nó có bầu rồi không biết này, thì về là nó đẻ. Thì hai con nó đều đẻ rồi, nhưng mà về đây là thả giống, là một lần là thả giống vào mùa hè nó rất là nóng, thì nó sảy, thì có thể là do thời tiết. Nhưng mà lần thứ hai là thả giống mà nó vẫn sảy, thì có khả năng như thế là nó không phù hợp với lại cái việc mà nuôi rất nhiều chó gần nhau, nó bị căng thẳng, nó ảnh hưởng đó. Mà để như thế thì nó hơi lãng phí, vì như thế thì để mà nuôi như thế mà nó không thích nghi được, như thế nó bị căng thẳng, nó bị sảy, thế thì nó lãng phí con chó. Vì là nó là những cái con chó là ở cái mức con chó gọi là khá và tốt đấy, chứ nó không phải là cái con chó đẻo đâu ở trong cái giống này. Cho nên là muốn là ai mà thích nuôi gây giống, hoặc là thích nuôi một con mà thích cái con chó bản, thì có thể nhường lại cho, để cho mọi người nuôi, để cho nó có cái đời sau của nó. Chứ mà không mất công là nuôi, mình nuôi thì thực ra bọn này nó ăn uống rồi nó nhàn lắm, nó chả tốn bao tiền cả, nó không thành vấn đề cái vấn đề chi phí cho chúng nó. Nhưng mà nó sẽ bị lãng phí đi, lãng phí ở cái là nó ở mình nó không đẻ được, mà nó là những cái con chó mà các thứ của nó rất là ok. Như con này thì là vàng cháy đậm này, con này là nó không có, chỗ này nó không có nắng, nó râm thì nhìn nó thế, nhưng con này là vàng cháy đậm, con kia là vàng nhạt hơn đó. Và nhìn cái thái độ của hai con chó sẽ thấy là hai cái con chó bản là nó rất là thuần người à. Chứ thực ra là mình chủ nó, nhưng mà nếu mà tính cái thời gian mà mình tiếp xúc với chúng nó chắc được khoảng tầm 4-5 lần gì đấy, bởi vì nhà nhiều chó, không có nhiều thời gian để mà tiếp xúc đâu. Con nào mà đẻ thì mới được tiếp xúc nhiều, chứ còn con nào mà không đẻ thì nó bình thường thì nó cứ tự chơi. Đây là đòi ra ngoài chơi này, cộng với trời nồm ẩm này, là đang bị nấm ở mũi này, vì nó cọ vào thành chuột. Yên này, răng này, yên. Để xem cái răng. À. Nào. Cọ vào cái râu của nó khó chịu. Rồi yên, thôi được rồi. Ngồi yên, không cọ vào râu nữa. Đang phản đối. Nhìn cái răng tiền hàm của nó đấy, răng tiền hàm hai bên. Yến thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng này, xích đây, thật nhẹ nhàng nào. Con này thì móng đen, thật là nhẹ và thật là nhanh, không đừng để ngoáy để chọc vào họng ra. Yến nhìn cái hàm trước của nó này. Đó, nhưng mà cái bộ răng của nó là răng chuẩn đó, chứ không có phải là ấy đâu. Cọc thì nó nuôi là nó, cái quan trọng này là hai con này là nuôi ấy là có thể là nó sẽ phù hợp nhất với những cái người nuôi mà có một nhà, có một cái khoảng để mà có thể là cho nó thả, cho nó chơi này kia.
chứ không phải như ở đây mình thì như chúng nó là một ngày này chúng nó chỉ ra được ra có 2 lần thôi, mà nhanh thôi, ra đi ngoài đi vệ sinh thôi. Nhưng mà nhà nó nhiều chó thì có thể là chúng nó bị có một cái độ căng thẳng hoặc cái gì đấy. Những con mà cái tính cách bảo vệ lãnh thổ của nó cao ấy thì nó sẽ thường nó bị căng thẳng khi mà có nhiều chó. Nhà mà có một cái chỗ để mà có thể là nhà kín cổng chẳng hạn, thả nó nhiều hơn, hoặc là nuôi một mình nó, hoặc là nuôi 2 con 3 con thì có thể là sẽ ok. Như con này là lên giống này. Ok. Rồi, ai mà có quan tâm đến hai em này thì liên hệ với mình qua cái số điện thoại hoặc là Zalo 0901 008 234 nha. Ok. Chó ở Hoàng Mai, Hà Nội.